Chắc là anh em nghỉ hè hết rồi đúng không? Nghỉ hè thì có thời gian để ngồi máy tính, nằm xem điện thoại lười cả ngày đúng không? Thế thì sao không bật Super Soy Game lên để thưởng thức một tiếng các sự thật thú vị nhở? Xin lỗi vì mình không thể quà cho các bạn mát được, nhưng mà hãy tận hưởng cơn lốc Easter Egg của chúng mình nhé. Bắt đầu nào. Sự xâm lăng của loài gián. Hai tuần trước mình còn nói đến việc Hitman 2016 có nhiều sự thật thú vị đến mức phải chia đôi đúng không? Ở hôm nay là phần còn lại đây. Trong map Bangkok, bạn hãy đi tìm một bộ đồ của thợ diệt côn trùng, mặc nó vào và nói chuyện với quản lý khách sạn để cô ấy thông báo cho toàn bộ khách rời khỏi penthouse. Lúc này, 47 có thể đi lên căn hộ không người để diệt gián. Nhưng thay vì làm vậy, hãy đi đến cuối phòng và chơi chiếc đàn organ. Chuyện này sẽ xảy ra. Một con gián khổng lồ sẽ xuất hiện, và kể cả một người cao siêu như 47 chắc cũng không xử lý được nó đâu. Nên là tẩu thôi, sang Colorado. Tại đây cũng có một Easter Egg. Bạn hãy nhớ chuẩn bị sẵn khẩu sniper rifle trên tham nước, rồi bắt đầu game như bình thường. Sau đó tìm một con bù nhìn rồi chấn lột quần áo của nó. Giờ thì lên tham nước, nhặt khẩu súng rồi bắt đầu ngắm. Bạn phải bắn đúng vào 4 chiếc chuông theo đúng thứ tự thế này. Nếu làm đúng thì giờ đây 47 sẽ có sức mạnh đốt cháy tất cả kẻ địch trong một phạm vi nhất định, một cách ám sát nhanh gọn mà không cần phải động tay động chân quá nhiều. Tiếp theo, tại map Hokkaido có 10 bức tượng được đặt rải rác ở nơi đây, và chúng đều có hình nhân vật của tựa game Mini Ninjas. Đây là một trò chơi cũng được phát triển bởi IO Interactive. Nếu bắn hết chúng thì người chơi sẽ được chiêm ngưỡng cảnh này. Cũng ở map Hokkaido, bạn hãy đóng giả làm vệ sĩ, sau đó đi lên tầng để đến được cái gym. Tại đây, 47 sẽ được thử thách chống đẩy với một NPC. Bạn phải giành chiến thắng, sử dụng kỹ năng bấm một nút liên tục điêu luyện của mình. Sau đó, hãy đi vào phòng máy chủ để phá Kai, con AI của bệnh viện. Cuối cùng, quay trở lại phòng gym và bạn sẽ được gặp một nhân vật thú vị. Tell you something. You might think I am just a talking ball, but I like you, and it would appear that you are willing to help me. So I have to tell you, I am the original Kai, or better known as Ayakashi. But now I am encapsulated into this ball. You need to get me out of here. Adore, watch this. I still have power over this building. Open. Open! Open! I cannot believe they overwrote my access codes. It is just a door. Okay, check this out. I can do magic when it comes to computers. People prefer when I talk like a droid. Beep boop, beep boop boop. I guess that did not work after all. Okay. Thank you. I am now finally free. Bạn có thể hoàn thành ước nguyện của nó và dẫn nó ra ngoài, trao cho nó tự do. Mọi người hay nói Ayakashi là liên hệ tới Whitley trong Portal 2. Chắc là cũng đúng, hắn cũng là một quả bóng. Và cũng do con AI Kai có lời thoại liên hệ tới GLaDOS nữa. Oh, I hope there will be cake. There will be cake, won't there? Tiếp theo trong nhiệm vụ Landslide, bạn hãy đi tìm và bắn đủ 7 quả bóng bay màu đỏ. 3 quả đầu tiên thì hãy đi lên tháp chuông và dùng súng ngắm để tìm. Quả thứ tư ở ngay trước cửa nhà này. Quả kế thì phải nhìn qua lan can. Tiếp theo là ở phía tàn tích. Và cuối cùng là ở ngay dưới nước. Sau khi làm xong, trên tay của 47 sẽ xuất hiện mấy quả bóng bay hình ngôi sao cùng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật.
ở Map Marrakech, hãy đi vào tòa lãnh sự và dùng cần gạt để thả bức tượng Nai Sừng Tấm xuống. Sau đó đi đến khu vực phía tây của Bazo, bắn vào ba cái chuông trên nóc nhà. Chuyện này sẽ xảy ra. Một loạt bức tượng Nai Sừng Tấm từ trên trời rơi xuống, đè bẹp bất cứ ai đứng ở dưới. Cũng ở Marrakech, tại đây, nếu như bạn cứ bắn vào trực thăng, thì một chiếc tượng Nai Sừng Tấm khổng lồ sẽ xuất hiện và rơi xuống những người xấu số ở phía dưới. Còn nữa, tại Map Sapienza, khi đứng tại đây, bạn sẽ thấy vài chiếc thuyền được gắn chuông. Nếu bắn vào những chiếc chuông theo đúng thứ tự, thì bạn sẽ được gặp quái vật biển Kraken. Tiếp nữa, tại quán bar ở Caruso Villa, bạn sẽ bắt gặp một anh bồi bàn có tên là Jack Please. Nó liên hệ tới đợt mới ra trailer của Map Sapienza, 47 đã nói. Jack Please. Tức là tính tiền. Nhưng mà trên forum của Hitman, có người hỏi rằng, tại sao 47 lại phải nhún nhường với người bồi bàn này? Nhún nhường chỗ nào? Hóa ra là người này đã nghe nhầm Jack Please thành Jack Please và nghĩ rằng người bồi bàn tên là Jack. Và anh ta quan trọng đến mức 47 phải nói Jack làm ơn. Vụ việc hài hước này đã thành meme trong forum Hitman đến mức mà nhà phát triển đã để tên NPC bồi bàn trong game chính thức là Jack Please. Cuối cùng, nếu như bạn kẹp cổ NPC nhưng không làm họ bất tỉnh, thì thỉnh thoảng họ sẽ nói những câu thoại khá là hài hước. I have an appointment in like 15 minutes. You think we'll be done by then? I got kind of a personal question. Is one of your feet bigger than the other? It just looks like it from this angle. The left one. Is this the first time you're doing this? Because it doesn't seem like it's working. Do you think we'll be done here soon? I have this doctor's appointment. It's later. Not a big deal, but it'd be nice to make it. You know what's funny? When you put pressure on the throat, your voice gets all weird. You hear that? It's hilarious. It's like helium. This is awesome. Well, chắc là hết rồi. Chắc vẫn còn vài ba sự thật nho nhỏ nữa, cơ mà nếu tìm thấy thì mình sẽ cho vào vòng điểm thưởng, chứ lòi thêm một số Hitman nữa thì khá là ngán. Nhưng mà chắc các bạn sẽ không ngán màn quảng bá chương trình hội viên của Phê Game đâu, đúng không? Chỉ với một chút đóng góp, các bạn đã đem lại động lực cho chúng mình tiếp tục làm thêm những nội dung chất lượng và thú vị đấy. Tất nhiên là hội viên, các bạn cũng được nhận những ưu đãi như là được dùng bộ emote Phê Game, được xem trước video chưa công khai và thậm chí được xem những nội dung độc quyền nữa. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy ấn vào nút phía dưới nhé. Thời gian là 4 quả bóng. Chắc một số người trong các bạn đã từng nghĩ về việc làm game đúng không? Một ngày bạn bất chợt nảy ra trong đầu một bối cảnh, một nhân vật, một đoạn cutscene nơi plot twist diễn ra và bạn nghĩ, chà, nếu nó mà là game thì sẽ tuyệt lắm đây. Nhưng rồi nó cũng chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng tại vì bạn không có chút kiến thức nào để tạo ra một tựa game cả. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Tuy vậy, với một số người vào năm 2003, không có gì là không thể. Chỉ với một ý tưởng, họ sẽ làm nên một tựa game RPG mang đậm chất steampunk, lấy chủ đề về du hành thời gian. Tham vọng lớn và quyết tâm cũng lớn, chỉ trong gần một tháng, họ đã đạt được cột mốc lớn cuối cùng. Đó là hủy dự án game. Ở đây sẽ không phải là câu chuyện truyền cảm hứng tôi chỉ cần ý tưởng là sẽ làm được game hay đâu, mà là ngược lại. Đây là câu chuyện về điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu như bạn tự dưng muốn làm game khi mọi thứ bạn có là ý tưởng và chưa thực sự tìm hiểu tí gì về công việc làm game cả. Đây là câu chuyện về Zyborn Clock. Mọi thứ bắt đầu trên forum Something Awful. Nếu các bạn chưa biết thì Something Awful là một forum hoạt động rất mạnh vào đầu những năm 2000. Nhiều người thậm chí còn gọi nó là cái nôi của văn hóa Internet. Đây là nơi mà nhạc và phim lậu bắt đầu bùng nổ, là nơi mà 4chan khởi nguồn, là nơi nở rộ những video dạng Let's Play. Và chắc cái này các bạn biết, đây là nơi mà bài post về Slenderman bắt đầu xuất hiện. Đi theo cái truyền thống đầu tiên ấy, vào năm 2003, một người dùng ẩn danh trên Something Awful đã đăng một bài có nội dung là họ muốn làm game. Kèm theo đó là hình vẽ thiết kế nhân vật cùng cốt truyện sơ lược.
Đây là lần đầu tiên có người đủ dũng khí để chia sẻ về một ý tưởng game tự nghĩ ra và kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng. Nó sẽ có tên là Zyborn Clock, một tựa game RPG phong cách steampunk với chủ đề du hành thời gian. Hình vẽ nhân vật chính là đây. Yeah. Như các bạn có thể thấy thì đây là đỉnh cao của thiết kế nhân vật. Chúng ta có anh chàng Johnny Five Aces, nôm na tiếng Việt là Johnny Năm Át, và thiết kế của anh hoàn toàn hợp với cái tên khi mà có 4 quân át được đặt dưới bàn và trên tay của Johnny là một quân át khác được giơ lên bằng ngón giữa. Miệng hút xì gà với một bộ râu đậm chất đàn ông và bằng những nét bút cứng rắn và quyết liệt, chúng ta có thể thấy anh ta sở hữu một khẩu súng trong quần. Các bạn có thể đoán được là những người dùng khác trong Something Awful nghĩ thế nào về ý tưởng này đúng không? Nó bị lôi ra làm trò đùa. Dù vậy, vẫn có người thấy Zyborn Clock thú vị nên đã tham gia vào đội ngũ phát triển game. Đây là lúc mà drama diễn ra. Trong một bài Ask Me Anything trên Reddit đăng vào năm 2012, designer trưởng của Zyborn Clock đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Tựa game sẽ sử dụng engine RPG Maker XP, tuy nhiên chưa kịp vào quá trình sản xuất chính thì dự án đã chết luôn rồi, làm chắc được có 2 tuần. Và một lý do lớn cho việc game bị hủy là vì một cái drama. Người duy nhất trong đội ngũ có kinh nghiệm phát triển game đã chê cốt truyện, do đó anh ta bị đuổi. Và người này sau đó cũng đăng một bài khác lên forum để bóc phốt, và Zyborn Clock từ một trò đùa đã biến luôn thành rạp siếc trung ương. Cốt truyện của game tệ thế nào mà bị cộng đồng đánh bầm dập không thương tiếc đến thế á? Well, giờ bằng chứng còn sót lại duy nhất là kịch bản cho phần mở đầu và một phân đoạn nhỏ ở giữa game. Nhưng mà thế cũng đủ để mô tả độ điên rồ của nó rồi. Mình sẽ đọc cái phần mà được người dùng trên Something Awful yêu thích nhất. Hãy tưởng tượng 4 quả bóng được đặt ở vách núi. Nếu như một bản sao của quả bóng sát vách nhất xuất hiện và được đặt ở đầu hàng trước quả bóng thứ nhất, thì quả bóng thứ nhất sẽ trở thành quả bóng thứ hai, quả bóng thứ hai trở thành quả bóng thứ ba trở thành quả bóng thứ tư, và quả bóng thứ tư sẽ rơi xuống vực. Thời gian cũng hoạt động như vậy. Các bạn không cần phải hiểu đâu, tại vì không ai hiểu cả. Mình sẽ để tạm câu trích đấy ở đây, ai muốn nghiền ngẫm thì có thể pause để đọc. Còn phần mở đầu của game thì cũng đầy những biến động, với nội dung được dịch chính xác như sau. Người đàn ông ngồi ngay ngắn, đề nghị sự tránh tiếp xúc ánh mắt, thứ mà có thể bị hiểu nhầm là sự mời ngồi cùng. Ông nắm chặt vật đó, qua một rừng tay, chân và coattails, một đứa trẻ tiến đến, tò mò và không được mẹ để ý đến. Ông đang cầm gì vậy? Cô bé hỏi. Ông ngừng một lúc, nghĩ đến việc những âm mưu rằng đứa trẻ có thể là gián điệp, được dụ bằng đồ ăn để dò hỏi ông. Quá mệt mỏi và cuốn hút bởi sự ngây thơ của đứa trẻ, bức tường bí mật đã tan chảy trong giây phút. Đây, bé con, là một thiết bị. Một thiết bị mà nhiều đàn ông và phụ nữ muốn nhìn, muốn hiểu và muốn sở hữu. Nó giống như những món đồ chơi của nhóc vậy, cơ mà là đồ chơi người lớn. Đây, bé con, là chiếc đồng hồ Zyborn. Tuy nhiên, dưới sự khó nhìn của ánh sáng mờ ảo, đôi mắt của đứa bé thay đổi. Màu nâu hạt rẻ đã bị bóc ra trở thành màu bạc, tan chảy thành những vòng xoáy ngọc trai và sắc màu cơ học. Aurin Fox tới Deyachus, Aurin Fox tới Deyachus, quả trứng vàng đã được tìm thấy. Nhắc lại, chúng ta có nó rồi. Hết. Cứng người bởi sự tội lỗi, người đàn ông chậm rãi bắt đầu chạy qua đám đông. Đứa bé hét. Hất diêm, hắn định chạm vào cháu. Với Dirk McLaurin, thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2381, đã bắt đầu một cách tệ hại. Nó như một cái fanfic mà tôi sẽ viết vào năm cấp 2 vậy. Zyborn Clock bị hủy bỏ, nhưng đã quá muộn. Sức ảnh hưởng của nó đã ăn quá sâu vào tâm trí người dùng Something Awful. Fan art bắt đầu được chia sẻ rất nhiều. Những bức ảnh chế được mọi người vẽ lại để giễu cợt sự nực cười của dự án. Hầu hết là vẽ Johnny Five Aces, tại vì rõ ràng anh là nhân vật vĩ đại nhất từng được sáng tạo ra. Zyborn Clock đã trở thành một cái meme trên Something Awful trước cả khi từ meme trở nên phổ biến. Đến tận năm 2008, vẫn có người lôi nó ra làm trò đùa với một cái trailer fanmade được đăng lên trên YouTube. Sau đó là năm 2010, Studio Obsidian đã thêm Easter egg về Zyborn Clock vào tựa game của họ, Fallout New Vegas. Khi tạo nhân vật đầu game,
bạn hãy chọn Trade Wild Wasteland, rồi đi về vách núi ở phía nam của Good Spring. Trên đó, bạn sẽ thấy xác của một người tên là Johnny, với cốc bia trên tay trái, một lá át trên tay phải, và bốn lá át khác đặt trên bàn. Đó chính là Johnny Five Aces. Và nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy mặt của người này còn y hệt như mặt của Johnny trong hình vẽ gốc cơ. Và tất nhiên, chúng ta có thể thấy bốn quả bóng ở vách núi liên hệ tới giả thuyết thời gian là bốn quả bóng mà mình đã nói ban nãy. Qua thời gian thì cái meme về Zybon Clock cũng phai nhạt dần, rồi cũng không ai nói về nó nữa. Cho đến năm 2019, chính người họa sĩ đã vẽ các nhân vật cho tựa game đã đăng lên Twitter rằng anh vô tình tìm lại được bức tranh gốc. Mọi người bắt đầu bu vào, đề nghị được mua và anh đồng ý rồi để đấu giá trên eBay. Lúc này, người nổi tiếng bước chân vào câu chuyện. Freddie Wong, được biết đến với nhiều sản phẩm phim trên YouTube, đặc biệt là Video Game High School, đã để ý đến bức tranh. Khi lên eBay thì nó đang ở mức giá $4,420.69. Kiểu tất nhiên rồi, mọi người chỉ muốn ra giá cho vui thôi chứ không ai thực sự muốn mua nó cả. Nhưng Freddie đã chứng kiến sự kiện Zybon Clock khi nó diễn ra và cho rằng đó là một phần quan trọng của văn hóa Internet. Người họa sĩ này xứng đáng được từng đấy tiền. Do đó, anh đã ra giá $5,100 và thắng đấu giá luôn, trở thành người sở hữu bức tranh gốc của Johnny Five Aces cùng hai nhân vật khác. Freddie sau đó đã đóng khung bức tranh một cách trịnh trọng. Anh đã sở hữu một phần của lịch sử mạng, di sản của một tựa game không ra mắt nhưng vẫn bị chế nhạo muôn đời. Gordon trong cơn hôn mê. Các bạn còn nhớ vụ rò rỉ dữ liệu của Valve vào tháng 10 năm 2003 không? Một hacker mũ đen người Đức có tên Axel Gambe đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống mạng nội bộ của Valve và lấy được toàn bộ tệp tin của các dự án đang trong quá trình phát triển, trong đó có CS Source, Team Fortress 2 và Half-Life 2. Lượng thông tin bị lộ ra về Half-Life 2 là rất nhiều. Chúng ta có map, có thiết kế ban đầu, có thiết kế sau khi được thay đổi, có AK-47 và rất nhiều nội dung bị cắt cũng như điều chỉnh trước khi game ra mắt chính thức. Mình thực sự tin rằng lượng nội dung bị cắt bỏ này có thể làm thành một tựa game ngang với độ dài của Half-Life 2 luôn. Tuy nhiên, câu chuyện về vụ hack và về một Half-Life 2 hoàn toàn khác sẽ được mình làm trong những video sau. Hôm nay thì nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ cho các bạn xem những cái map nho nhỏ, hài hước và kỳ lạ mà đội ngũ phát triển của Valve đã làm nhằm mục đích test game hoặc đơn giản là để cho vui. Trong số những map bị lộ đầu tiên thì chúng ta có cái này. How long after we're declared overdue can we expect a rescue? 17 days. Hudson, just relax. Now I want you to get on a terminal and call up some kind of floor plan file. Do you understand? Map này có vẻ đơn giản chỉ là thử nghiệm một cuộc trò chuyện giữa các nhân vật sẽ diễn ra như thế nào, cùng với đó là xem chuyển động miệng có khớp với tiếng động hay không. Còn lời thoại mà chúng ta vừa nghe ban nãy là được cắt ra từ phim Alien ra mắt năm 1979. Tiếp theo, chúng ta có map HL1 gạch dưới Hazard Course. Đây chính là khu vực tập luyện ở đoạn đầu game Half-Life 1, nhưng giờ đã được làm lại bằng Engine Source. Cùng với đó là một trong những thiết kế đầu tiên của Alex Vance đứng ở đầu mỗi thử thách. Về cơ bản thì map này chắc là dùng để test xem cùng một môi trường nhưng dùng engine khác nhau thì sẽ nhìn như thế nào. Cơ mà có một điều thú vị là nếu bạn gặp Barney, anh ta sẽ nói thế này. Sorry sir, you know I can't let you through here without your good friend Superfly Johnson. You just get bored. You go on through. Đó có lẽ là liên hệ tới tựa game Daikatana ra mắt năm 2000 với Superfly Johnson là tên một phụ tá của nhân vật chính. Sau đó chúng ta chuyển sang map boxing. Mình tin đây chỉ là một trò tiêu khiển mà nhà phát triển làm lúc rảnh rỗi mà thôi. Tính ra thì nó cũng giúp trong việc kiểm tra xem cơ chế tấn công của các con zombie có hoạt động hay không. Còn một map nữa được đặt tên là Randall Pond và nó được dùng để bắn dưa hấu. Không thực sự đấy, cái map này có một công trình chỉ được dùng để bắn dưa hấu. Chỉ cần ấn nút này là cái máy sẽ phóng dưa ra, cùng với đó là một bộ đếm để xem bao nhiêu quả dưa được bắn. Khi hết dưa thì chúng ta dùng cần gạt này, một cái cáp treo sẽ đem thêm dưa đến để bỏ vào cỗ máy. Thỉnh thoảng thì nó sẽ hơi lỗi một tí và chúng ta sẽ thấy dưa đi một nơi, còn xe đựng dưa đi một nơi. Máy phóng dưa hấu là một công trình thú vị vì nó vừa buồn cười mà nó vừa giúp cho nhà làm game thử nghiệm cơ chế vật lý của Engine Source nữa, bằng cách bắn dưa hấu vào một đống NPC chẳng hạn. Không biết bắn dưa vào người mình thì sẽ làm sao nhỉ? Oh,
Yeah, khá là chân thực. Ngoài ra còn có map Equipop, bạn sẽ spawn ở trên một cái bè gỗ cùng ống nhòm trên tay để chứng kiến màn trình diễn này. Cuối cùng chúng ta có Hazard, một cái map giống như phiên bản thử nghiệm cho màn chơi đầu tiên trong Half-Life 2 vậy. Sau khi bắn chiếc hộp theo hướng dẫn và làm nổ đường ống trên trần, bạn có thể đi lên đường ống đó để tiến sâu vào khu vực tập luyện. Sau đó thì cứ đi qua các cánh cửa. Cleverly done, Mr. Freeman, but you're not supposed to be here. As a matter of fact, you're not. Get back where you belong and forget about all this. Until we meet again. Màn chơi được lặp lại từ đầu, và lần này bạn bắn vào cái hộp và không có vụ nổ nào cả. Bạn đi qua cánh cửa và kết thúc màn chơi. Map Hazard này được tạo ra bởi Mark Ledlaw, một nhà văn kiêm game designer tại Valve. Mark cũng là người đã làm nên cái map bắn dưa hấu ăn nãy. Về cơ bản, Hazard là một thử nghiệm về cách sử dụng hình ảnh siêu thực và dưới ngưỡng tiềm thức. Bối cảnh đại khái là người chơi bị hôn mê và phải tìm cách tỉnh dậy. Tuy nhiên, ép sự siêu thực vào Half-Life thì không hợp lắm, cho nên Mark cũng chỉ cho nó dừng lại là một thí nghiệm mà thôi, không được đưa vào game chính thức. Dù vậy, Gabe Newell thực chất lại rất thích cái map này, thành ra ông đã dùng phân cảnh của G-Man vào cái trailer để giới thiệu Half-Life 2 trong sự kiện E3 năm 2003. Well, well, isn't this just like old times? Nhân tiện, những hình ảnh tiến nhanh đến màn hình bao gồm có 5 bức hình mờ ảo của G-Man, Alex, Eli và Barney được đặt với cái tên là Hồn Ma cùng số thứ tự. Kèm theo đó là hình cuộn địa điểm hay những kẻ địch mà chúng ta sẽ gặp trong game. Bạn cũng có thể thấy một công thức toán học. Nó là công thức đa tạp không thời gian liên kết tới chủ đề khoa học viễn tưởng cùng sự dịch chuyển giữa các thế giới trong Half-Life. Những dòng chữ này thì không đầy đủ cho nên không dịch ra hết được, nhưng ta có thể suy đoán rằng nó là một báo cáo về Gordon, có thể là được viết bởi G-Man. Và cuối cùng là hình của một con mắt. Sự tồn tại của Hazard khiến mình suy nghĩ rằng nếu Valve làm game kinh dị thì sẽ như thế nào? Đó là một mảng mà họ có thể thử chăng? Sau khi xong Half-Life 3. Sáng lãnh đạo, tối làm DJ. Just Cause 3 là một tựa game không não. Bạn không chơi vì cốt truyện, bạn chơi để bay lượn khắp bản đồ, xả đạn lên toàn thành phố, buộc kẻ địch vào một cái thùng nổ và cho nó bay lên trên trời, bắt lấy một cái phi cơ giữa không trung, rồi dùng nó để bắn nổ tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Bạn muốn biết là sống trong phim của Michael Bay sẽ như thế nào á? Cứ tải Just Cause về mà chơi. Ngoài sự hỗn loạn, game còn ẩn chứa những bí mật và chi tiết thú vị nữa, như chính đạo diễn của Just Cause 3, Roland Lesterlin đã chia sẻ. Khi bạn phát triển một trò chơi trong một thời gian dài, khoảng thời gian giải trí là rất cần thiết. Vài ngày trước, tôi còn nói với cả đội rằng mọi người muốn giấu gì vào trong game thì cứ làm thoải mái. Và chúng tôi sẽ làm những thứ điên rồ bởi vì nó vui.
rất khó để từ chối những Easter egg vì chúng rất hài hước và cả đội sẽ rất vui khi thấy sự nhiệt huyết đó được đưa vào trong game. Tôi mong các fan cũng thấy vui như vậy. Thì tất nhiên là vui rồi, tại vì trong game có một khẩu súng khiến ai bị bắn vào thì đầu sẽ nở to ra. Ở vùng Trio, bạn hãy fast travel đến khu vực này hoặc đi đến tọa độ được ghi trên video. Tại đó, hãy tìm một ngôi nhà màu hồng thấp hơn những ngôi nhà xung quanh và phi lên đó. Bạn sẽ thấy một khẩu súng ngay vách núi bên cạnh. Nó được gọi là DK Pistol và ngay khi nhặt, đầu của bạn sẽ bị phồng to. Khẩu súng này không gây sát thương, nhưng bù lại, bạn cứ bắn vào ai là đầu của họ sẽ to dần và to dần. Rồi khi mà bạn thực sự dùng vũ khí có sát thương thì xác của họ sẽ bay lên như một quả bóng bay vậy. Khẩu DK Gun này liên hệ tới chế độ DK Mode trong tựa game cổ điển GoldenEye 007. Khi bật lên thì nó sẽ khiến cho tất cả NPC đều có đầu và tay to như là Donkey Kong vậy. Do đó nó mới gọi là DK. Easter egg tiếp theo nằm ở cung đường này tại Montana. Hãy bay xuống và đáp ngay trước đường hầm. Bạn sẽ thấy hai chiếc xe đẩy cùng một con NPC. Đó là nhân vật Mario Fringo. Và khi bạn nhảy lên chiếc xe thì một cuộc đua sẽ diễn ra. Đua xe với Mario. Đây chắc chắn là liên hệ tới tựa game Mario Kart. Nhân tiện thì Mario Fringo được thiết kế dựa theo chỉnh khuôn mặt của đạo diễn Just Cause 3 Roland Lesterlin. Tiếp theo, hãy đến khu vực này. Bạn sẽ thấy một nhóm người đang cắm trại vui vẻ. Nhưng khi đi thêm một tí nữa, bạn sẽ thấy ba thanh gỗ xếp thành hình mũi tên. Khi đi theo thì chúng ta thấy chữ Run. Và rồi quay lại, bạn sẽ thấy một làn khói bay qua. Còn những người ở trại thì đã chết hết. Đây là góc nhìn cận cảnh hơn. Làn khói chết người đó là liên hệ tới bộ phim truyền hình nổi tiếng một thời Lost, nơi có một làn khói đen bí ẩn đem đến cái chết cho bất cứ ai chạm vào nó. Sự thật tiếp theo yêu cầu bạn đến Soliana. Tại đây có một khu phế liệu. Nếu đi loanh quanh thì bạn sẽ thấy một chú cún nhỏ lon ton chạy ra. Nhiệm vụ của bạn là dẫn chú cún này ra khỏi khu phế liệu, băng qua đường và cho nó về nhà ở ngay gần đó thôi. Sau khi đã làm được vậy thì giờ bạn có thể mở menu ra, vào option rồi gameplay. Bạn sẽ thấy một lựa chọn mới, đó là Dodge. Khi bật lên thì tất cả kẻ địch mà bị bạn bắn vào sẽ hiện chữ như là meme Dodge vậy. Còn nữa, ở Regno, khi bạn leo lên tầng trên cùng của tòa nhà này, bạn sẽ thấy một người phụ nữ mặc váy xanh đen. Còn ở phía bên kia là một người phụ nữ với chiếc váy y hệt, nhưng nó có màu vàng trắng. Nó liên hệ tới cái váy này, thứ từng khiến cho Internet dậy sóng khi có người nhìn nó là xanh đen và những người còn lại thì nhìn nó là vàng trắng. Mình theo team xanh đen nhá, cái đấy chắc chắn là xanh đen nhá. Sự thật tiếp theo thì chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ở trên đỉnh núi tại vị trí này, khi màn đêm buông xuống, sẽ có một nhóm người quẩy rất nhiệt tình. Trông sôi động phết, nhưng mà điều mà cần để ý là người DJ cơ. Đây chính là Bolo Santosi, một nhân vật trong Just Cause 2 có vai trò là lãnh đạo của một lực lượng vũ trang. Có vẻ là sau khi cuộc chiến kết thúc thì cô mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo giấc mơ của mình, làm DJ. Tiếp theo, ở khu vực này, bạn sẽ thấy một bãi đất để chôn rác thải. Nghe thì hơi bẩn tí nhưng mà bạn sẽ cần phải tung bất cứ thứ gì nổ được lên đây. Bạn sẽ thấy trồi lên trên mặt đất toàn là game Just Cause và Just Cause phần 2. Hoặc là Studio Avalanche đang tự đùa rằng game của mình là rác, hoặc là họ đang liên hệ tới khu đất mà Atari đã chôn hàng loạt các băng game và máy console vào năm 1983. Ngoài ra, quanh map của game, bạn có thể tìm thấy những con vịt cao su khổng lồ, và nếu kéo nó ra hồ nước, thì bạn có thể lái nó như cano vậy. Ở giữa vùng núi tuyết của Montana, thì bạn sẽ có thể tìm thấy thanh Buster Sword của Cloud trong Final Fantasy 7. Và cuối cùng, ở vị trí này, bạn có thể tìm thấy Easter Egg liên hệ tới Dark Souls. Khác với Dark Souls, trong Just Cause 3, thứ được cắm vào đống lửa là một khẩu súng chứ không phải là một thanh kiếm. Tiếc là chúng ta sẽ không thể nhặt nó lên và bắn được.
diễn kung fu hút được 10.000 đô. Bạn có tin cái bạn vừa xem nằm trong một tựa game khiến Valve ấn tượng đến nỗi mà phải ngay lập tức mời lên Steam không? Tựa game này mang tên Ragdoll Kung Fu và nó khá là sáng tạo vào thời điểm ấy. Bạn sẽ phải điều khiển một con nhân vật giặt dẹo, rồi dùng chuột khiến nhân vật đó giặt dẹo theo các kiểu tư thế khác nhau để tấn công đối phương. Game thậm chí còn cho phép bạn cắm tối đa 8 con chuột vào cùng một cái máy tính để có thể chơi với bạn bè. Nói chung thì khá là độc lạ, và câu chuyện về việc nó được bán trên Steam thế nào cũng độc đáo không kém. Vào năm 2005, một số nhân viên của studio game Lionhead với 50 bảng để mua phục trang cùng với một cái máy quay mượn trên văn phòng đã quyết định ra công viên để quay phim trong thời gian rảnh. Không biết tại sao họ lại chọn Trung Quốc làm bối cảnh, nhất là khi không ai trong số họ biết tiếng Tàu cả. Tiếng Tàu à? Hai cô hả? Phải biết tôi. Nhưng mà không hả? Yêu cầu nói không còn. Xin chào. Nhân vật chính trong sự thật ngày hôm nay cũng là nhân vật chính trong bộ phim Kung Fu kia luôn. Anh tên là Mark Healy. Từ từ để đổi sang hình này cho tử tế hơn tí. Anh là người đã tham gia vào quá trình phát triển những tựa game nổi tiếng như Fable và Black and White với vai trò là họa sĩ. Dù vậy, anh khởi đầu với ngành công nghiệp game bằng công việc lập trình. Hồi còn là thiếu niên, anh đã tự học ngôn ngữ Basic cho máy Commodore 64. Và khi lớn lên, cơn khát lập trình vẫn còn đó. Buổi sáng anh làm đồ họa, tối rảnh anh lại ngồi học C++. Nó khiến cho anh nảy ra một ý định, đó là tự làm một con game của riêng mình. Nó sẽ chỉ là một dự án phụ mà thôi. Thể loại trò chơi mà Mark nghĩ tới là fighting game, cơ bản là vì nó đủ đơn giản để anh có thể vừa cốt vừa làm đồ họa. Điều đó lại khiến anh nhớ về bộ phim Kung Fu chế mà mình đã tham gia. Nếu như đã làm fighting game rồi thì làm chủ đề Kung Fu luôn, và biến những đoạn phim kia thành các cutscene giữa màn chơi. Nó sẽ khá là hài hước. Mặc dù đây chỉ là dự án cá nhân của Mark, nhưng mà nó cũng làm cho các nhân viên của studio Lionhead tò mò. Mark thỉnh thoảng sẽ mang laptop vào văn phòng cho mọi người chơi thử và nhận xét. Bước ngoặt khiến cho tựa game này trở nên độc đáo là khi một nhân viên gợi ý rằng thử thêm dây thừng cho các nhân vật đu quanh sàn đấu xem, có thể nó sẽ thú vị hơn. Nói xong, anh ta ngay lập tức viết luôn một đoạn cốt giả lập dây thừng rồi gửi sang cho Mark. Nhưng mà thay vì thực sự tạo ra những sợi dây, Mark lại áp dụng đoạn cốt ấy lên cơ thể của nhân vật, vô tình khiến chúng có cơ chế Ragdoll. Khoảnh khắc ấy đã khiến anh suy nghĩ về tựa game theo một hướng khác hoàn toàn và biến đổi gameplay để tạo nên thứ mà giờ được gọi là Ragdoll Kung Fu. Cảm thấy tự tin với sản phẩm của mình, Mark đã đăng bài giới thiệu game lên trang web chính thức của Lionhead và được đón nhận khá nhiệt tình. Các fan của studio đều háo hức được thử trò chơi kỳ lạ và có phần bẩm bựa này. Bắt đầu là một dự án phụ, Mark giờ đây có hẳn một đội ngũ riêng để phát triển tựa game. Đến cả giám đốc của Lionhead, Peter Molyneux, còn ủng hộ anh, viết thư với nội dung rằng Ragdoll Kung Fu hoàn toàn không thuộc sự sở hữu của studio, nó là của riêng Mark mà thôi, và ông sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ nhân viên của mình. Tựa game càng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ đối với các game thủ mà còn đối với những nhà làm game nữa. Một ngày, Mark bỗng dưng nhận được email của Jonathan Blow, người đã làm ra tựa game Braid. Anh đã mời Mark tới một workshop mang tên Experimental Gameplay tại GDC. Mark thì ít để ý đến các sự kiện xoay quanh làng game cho nên không hề biết GDC là cái gì cả. Anh chỉ nghĩ rằng nó là một buổi họp mặt của tầm một chục nhà phát triển gì đó giới thiệu game cho nhau mà thôi. Dù vậy, Mark vẫn đồng ý. Khi đến nơi, anh mới nhận ra nó là cả một cái hội trường to chứa tầm 300 đến 400 người, và Mark sẽ phải thuyết trình trước họ về Ragdoll Kung Fu. Anh rất sợ hãi, nhưng vẫn cố mở chiếc laptop của mình ra, chiếu demo của tựa game lên và bắt đầu nói về cơ chế của nó. Tất cả mọi người, ai cũng ấn tượng. Họ đều trầm trồ trước sự sáng tạo của gameplay và đều cười trước sự hài hước của Mark. Đó là một điều quan trọng, tại vì dưới hàng ghế khán giả là Scott Dalton, Robin Walker và Douglas Wood. Thực sự mình không tìm thấy cái ảnh nào có độ phân giải cao hơn thế. Quay lại vấn đề, cả ba đều là đại diện của Valve. Theo bài phỏng vấn trên PC Zone, Douglas Wood nói rằng khán giả phản ứng rất tích cực, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Mark đã khiến chúng tôi ấn tượng đến mức mà cả ba đứng dậy, không cần nói với nhau câu nào và đều tiến đến chỗ Mark.
chúng tôi cùng lúc nhất trí trong đầu rằng phải lập được kèo làm ăn với anh ấy. Kèo làm ăn đó chính là Steam. Lúc đó thì Valve đang muốn chuyển hướng hoạt động của Steam để cung cấp cả game ở bên thứ ba nữa. Và họ muốn Ragdoll Kung Fu sẽ là game đầu tiên không do Valve phát triển được đưa lên nền tảng này. Mark thì kiểu mặt ngây ra tại vì anh không hề biết Steam là cái gì cả. Một nhân viên của Lionhead đi cùng phải giải thích cho anh. Xong rồi ba người kia đã hẹn Mark ngay ngày hôm sau đến Seattle để gặp Gabe Newell nói chuyện. Và nếu như bạn thắc mắc thì anh ấy cũng không biết Gabe là ai luôn. Dù vậy, anh vẫn bắt máy bay để sang Seattle ngay lập tức. Cơ mà giở khóc giở cười là Mark đã bị mất ví, cho nên là vừa bước chân vào trụ sở của Valve, anh đã phải hỏi mượn tiền để có thể bay về. Tất nhiên là Valve đồng ý. Anh sau đó đã gặp Gabe Newell, người cảm thấy tựa game của anh rất ấn tượng. Gabe ngay lập tức đi vào chuyện tiền nong. Họ muốn Ragdoll Kung Fu lên Steam và sẽ trả trước cho anh $10,000. Mark, người mà vừa biết đến Steam và Gabe Newell vào ngày hôm qua, đã đồng ý. Khi quay về, anh đã nhanh chóng hoàn thành tựa game và đến tháng 10 năm 2005 thì Ragdoll Kung Fu chính thức lên Steam. Ngay hôm ấy, anh cũng được Valve gọi điện thông báo rằng chỉ riêng số tiền pre-order đã là $10,000 luôn rồi. Trải nghiệm này đã khiến Mark thực sự nghĩ về công việc phát triển game toàn diện, chứ không chỉ là làm một mảng nhỏ của nó nữa. Do vậy, anh sau này đã thành lập nên Media Molecule, một studio thuộc Sony, nổi tiếng với những tựa game Little Big Planet, Tearaway và Dreams. Mark Healy thực sự đã làm nên tên tuổi của mình từ một bộ phim cung phu chế với kinh phí 50 bảng Anh. Làm game tệ thì không được lên tiếng. Game không hay thì sẽ bị chê. Đó là sự thật ngàn năm không thay đổi. Và khi bị chê thì nhà làm game phải chấp nhận thôi. Vì sản phẩm của họ là dành cho game thủ, mà chính game thủ còn thấy nó dở thì còn lý lẽ gì nữa. Họ chỉ còn cách rút kinh nghiệm cho lần sau thôi. Hoặc là còn lựa chọn khác, đó là đi kiện luôn cả game thủ. Digital Homicide Studios là một công ty game được thành lập năm 2014. Tính đến tháng 9 năm 2016, họ đã làm được tổng cộng 60 game, toàn là những trò chơi bé bé xinh xinh trên PC thôi. Chẳng hạn như là Northup's Revenge, Croc Wars hay Paranormal Psychosis. Nhưng như các bạn có thể thấy đây thì chúng đều là những tựa game kém chuyên nghiệp, không được trau chuốt và thậm chí có thể được gọi là rác. Chúng được Greenlight mặc dù không hề đủ chất lượng để lên Steam. Đó là vì trước đây Greenlight hoạt động trên cơ chế phiếu bầu cộng đồng và Digital Homicide đã cơ cấu bằng cách give away các tựa game như là Ark Survival Evolved và Rocket League để mua phiếu bầu. Nhờ như vậy thì các game của họ mới đủ tiêu chuẩn để lên Steam. Có lẽ sản phẩm nổi tiếng nhất của họ là Slaughtering Grounds, một tựa game bắn zombie góc nhìn thứ nhất. Nó nổi tiếng là vì được lên hẳn một video review với tiêu đề ứng cử viên game tệ nhất 2014, được đăng bởi YouTuber Jim Sterling. Slaughtering Grounds vốn đã không được mấy người để ý rồi, giờ khi nó được đề cập trong một video 100,000 view thì lại bị đánh giá tiêu cực. Thành ra là Digital Homicide không hề vui chút nào cả. Họ đã đăng một video phản kháng. Nó chính là video của Jim Sterling thôi, nhưng mà giờ được chèn thêm các dòng chữ đầy sỉ nhục như là a fucking idiot. Jim sau đó cũng chửi lại bằng một video khác luôn. Hai bên cứ qua lại như vậy vài lần, thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Và thế là lại có thêm nhiều người nữa đánh giá tiêu cực Slaughtering Grounds ở trên Steam Forum. Vậy là ngoài đấu khẩu với Jim Sterling, Digital Homicide còn phải đi xóa comment để cho đỡ ê mặt nữa. Tuy nhiên, do hai bên đều là người lớn, nên họ đã tổ chức một buổi nói chuyện qua Skype vào tháng 7 năm 2015 để giải quyết mâu thuẫn. Dù vậy, vẫn không ai chịu ai cả. Xong rồi Digital Homicide còn nói bóng gió với Jim là cẩn thận không có ngày bị kiện đấy. Thế là Jim kiểu thách thức luôn, làm thêm tận mấy cái video nữa để chê game của Digital Homicide. Do đó, studio này đã quyết định đi kiện. Đơn kiện được gửi lên tòa án Arizona, buộc tội Jim Sterling là hành hung, phỉ báng và vu khống. Yêu cầu Jim phải trả cụ thể là $10,761 triệu. Cơ mà trong đơn thì ghi rõ từng hạng mục là thiệt hại về tài sản 2,261 triệu, thiệt hại về tinh thần và kinh tế 4,3 triệu, bồi thường thiệt hại là 5 triệu, thì cộng tổng lại là tận $11,561 triệu cơ. Hoặc là Digital Homicide không biết làm toán, hoặc là Jim có phiếu giảm giá ở trên tòa. Studio game này thậm chí còn mở chiến dịch crowdfunding, kêu gọi mọi người ủng hộ để họ có thể thuê luật sư với mục tiêu là $75,000. Cuối cùng họ đã nhận được tận gần $500. Trong quá trình đi kiện đó thì Digital Homicide vẫn bị khủng bố liên tục trên Steam.
họ đã phản ánh với Valve lẫn FBI, nhưng đều bị ngó lơ. Do đó họ đành liên hệ với sở cảnh sát. Ban đầu thì cảnh sát từ chối, tuy nhiên sau khi được Digital Homicide chụp lại những comment toxic trên Steam thì họ đã khuyên là đi kiện đi. Vậy nên Digital Homicide đã làm vậy. Họ kiện 100 người dùng ẩn danh trên Steam với cáo buộc rằng những người này thuộc một nhóm thù ghét và quấy rối được tạo ra chỉ với mục đích là hãm hại studio này. Họ thậm chí còn chỉ ra được cụ thể là chỉ riêng 11 người trong số đó đã đăng tổng cộng 20.000 bài post quấy rối ở trên Steam, Reddit, YouTube và nhiều trang mạng xã hội khác. Digital Homicide đòi 100 cá nhân này phải bồi thường 18 triệu đô và yêu cầu Valve phải cung cấp danh tính của họ. 4 ngày sau, Valve xóa toàn bộ tất cả các game của Digital Homicide trên Steam. Tất tần tật, 21 tựa game và 15 cái DLC bốc hơi với lý do là studio game này có thái độ thù địch với người dùng Steam. Nước đi đó đã phá hủy hoàn toàn nền kinh tế của Digital Homicide, thành ra họ đã buộc phải từ bỏ vụ kiện. Còn với vụ của Jim Sterling thì chính luật sư của Jim lại thuyết phục được studio này từ bỏ, cho nên là họ cũng bỏ kiện luôn. Cuối cùng thì Digital Homicide trắng tay, không nhận được một chút bồi thường nào cả. Và do tất cả game của họ trên Steam đã bị xóa hết, cho nên là nguồn thu nhập chính của họ cũng mất luôn. Thường thì mình sẽ gọi đây là quả báo, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy thương. Giờ mà tìm tên Digital Homicide trên mạng thì cũng chẳng thấy hoạt động gì nữa rồi. Giờ chỉ mong là họ đã rút kinh nghiệm mà thôi. Cho tôi một vé xuống địa ngục. Serious Sam có vẻ là một series không đem lại quá nhiều ấn tượng. Công thức cốt lõi thì giống như Doom và Wolfenstein, nhưng lại không có một cộng đồng fan đông đảo bằng. Dù vậy, như những gì mình biết, thì bất cứ ai chơi Serious Sam đều nói là nó vui. Có thể hơi old school một tí, nhưng chắc đấy là cách tiếp cận mà Studio Crow Team hướng đến. Không cần cố cạnh tranh, game chơi vui là được. Và cái vui đó không chỉ nằm trong gameplay bắn súng bét nhè của Serious Sam, mà còn nằm trong những bí mật được cài cắm vào nữa. Điển hình là trong phần 3 và phần 4 của series. Ở phần 3 trong nhiệm vụ thứ nhất, Summer in Cairo, đúng giây đầu tiên, bạn sẽ không có vũ khí và bắt buộc phải tay không móc mắt con quái này ra. Và thường thì bạn có thể ném con mắt đó vào kẻ địch khác, nhưng nếu đi ra đây, ngắm lên trời và ném thì... một khẩu shotgun sẽ bay tới chỗ bạn. Tiếp theo ở khu vực này, sau thùng rác, có một bức tường mà trông rất gợi đòn. Bạn có thể dùng búa đập đổ nó và vào được một khu vực bí mật. Trong này thì có một miếng áo giáp, nhưng thứ quan trọng là những tờ giấy này cơ. Đây là tên của đội ngũ phát triển cùng với các tội danh, thành tựu và câu nói bất hủ của họ. Một số thì khá là hài như là thìa không có thật, lập trình là cuộc sống, truy nã với cáo buộc phóng hỏa, trộm cắp, phá hoại, giết người hàng loạt và qua đường sai quy định. Nghiêm túc này, chơi game đã giúp tôi tiến triển trong cuộc sống đấy. Vì Crystal sẵn sàng là một thằng furry từ năm 2010. Crystal ở đây là cô cáo màu xanh trong series Star Fox. Thì tôi có thể hiểu. Không phải gu của tôi, nhưng mà tôi có thể hiểu. Đến nhiệm vụ thứ hai, Into the Spider's Nest, bạn sẽ phải đi vào một viện bảo tàng đã bị phá hủy. Tại đây có một cái cửa ghi là cấm vào, nhưng bạn có thể đi xuyên qua nó luôn. Và ở trong này, bạn sẽ kiếm được một khẩu double shotgun. Ở nhiệm vụ 6, The Silent Riddler, bạn có thể kiếm được một cái bốt bán vé. Hãy chui vào đó và chuyện này sẽ xảy ra. Line up. I'm offering free tickets to hell. Tới nhiệm vụ 7, Unearthing the Sun, thì bạn có thể thấy cái này. Tôi chưa thấy con game nào mà cục hồi máu lại chạy đi khỏi người chơi cả. Đến nhiệm vụ thứ 8, bạn có thể thấy cái platform này nằm ở quá tầm với. Vậy nên hãy phá mấy cái cột bên cạnh để tạo chỗ nhảy lên. Sau khi làm vậy thì nhảy lên đó và đi tiếp. Bạn sẽ thấy cái này. Đây là đội ngũ phát triển của Serious Sam phần 3 và có thể thấy họ đã tự cho mình một bộ não vượt trội so với người thường, nhưng mà não to thì cũng không cản nổi sức mạnh của kẹo đồng đâu.
Không chỉ trong bản game chính, mà ở bản DLC Jewel of the Nile cũng có vài bí mật hài hước nữa. Như ở ngay trong nhiệm vụ thứ nhất, bạn có thể thấy một hòn đảo ở đằng xa. Hãy bơi ra đó. Khi đến nơi, bạn sẽ thấy một khẩu pháo. Tương tác với nó và cutscene này sẽ được mở ra. Còn tại nhiệm vụ 2, bạn có thể phá cửa vào một căn nhà và thấy cảnh tượng này. Giờ thì bạn biết công việc thường ngày của một nhà lập trình game nó như thế nào rồi đấy. Sang đến Serious Sam phần 4, chúng ta có thể bắt gặp một số Easter egg thú vị. Trong chapter 2, có một sân bóng nhỏ. Bạn cũng sẽ tìm thấy một quả bóng ở sau cánh cửa sắt và có thể tương tác với nó bằng súng. Hãy bắn để quả bóng lăn vào một khung thành bất kỳ và... bạn sẽ được thưởng một màn pháo hoa cùng với băng gạc hồi máu rơi như mưa từ trên trời xuống. Tiếp theo ở chapter 4, bạn sẽ đến được một khu vực có dòng sông nham thạch. Đừng vội đi theo nhiệm vụ mà hãy xuống dưới này và đi vào góc. Dùng súng để ngắm thì bạn sẽ thấy một con lava golem tí hon đáng yêu đang nhảy múa. Nếu như trái tim giá băng của bạn quyết định bóp cỏ để bắn nó, thì ở đằng sau, những con golem khổng lồ sẽ trỗi dậy để trả thù. Bí mật tiếp theo cũng yêu cầu bạn phải căng mắt ra mà nhìn. Bạn có thấy cái núi lửa này không? Dùng sniper rifle và ngắm lên trên đỉnh, bạn sẽ thấy một thứ gì đó rất, rất nhỏ, như chỉ là một pixel thôi ấy. Và nếu bắn trúng thì... bạn sẽ bị dịch chuyển tới một khu rừng đang cháy với những con quái vật bay lơ lửng trong vài giây. Nếu như dùng lệnh noclip và chạy lên trên đỉnh núi lửa, thì chúng ta sẽ thấy vật bé xíu đó thực chất là một con quái. Không biết đội ngũ phát triển nghĩ gì khi đặt nó ở đây, và không biết ai là người đủ rảnh để phát hiện ra bí mật này. Xác thật trong game ảo. Sự thật này được đóng góp bởi bạn Harry Greeny 5362. Hãy mong là mình sensor đủ tốt để YouTube không thể bóp được video này. Editor chuẩn bị tinh thần nhá. Nếu như video ngày hôm nay lên muộn thì mình thực sự xin lỗi, tại vì bị vàng tiền và mình vừa phải ngồi viết, thu âm và edit lại trong vòng một buổi chiều. Tại sao lại thế nhở? Mình chỉ viết về một con game có chứa hình xác người thật được lấy từ cuộc chiến tranh đẫm máu bậc nhất châu Âu thôi mà. Không thể hiểu được. Nhân tiện thì cái fight nó là về Hong Kong 97 và cái màn hình game over của nó là xác người ở chiến tranh Bosnia. Bạn có thể tìm thấy đoạn đấy trên YouTube theo từ khóa và timestamp mà mình để trên màn hình. Cơ mà đừng xem lúc mà đang ăn, bạn sẽ nôn hết cả ra đấy. Nhìn đâu cũng thấy liên hệ. Hyper Devotion Noir Goddess Blackheart là một tựa game chiến thuật RPG được ra mắt cho máy PlayStation Vita và PC. Tựa game này không có quá nhiều điều đặc sắc. Cơ bản bạn sẽ điều khiển các nhân vật chibi để chiến đấu trên một bản đồ được chia ô. Thì cũng cute. Cơ mà điều thú vị của Goddess Blackheart không phải nằm ở gameplay mà ở dàn nhân vật phụ. Tất cả nhân vật phụ đều liên hệ tới những tựa game hay nhân vật nổi tiếng. Chúng ta có Vio, trong bản tiếng Nhật thì tên của cô ấy là Bio, và nó rõ ràng là liên hệ tới tựa game Biohazard hay Resident Evil của Capcom. Nhân vật này thậm chí còn cầm cả chiếc ô có họa tiết giống với logo của Umbrella Corporation này. Tiếp theo chúng ta có Li Fai. Nhìn hai búi tóc kia là biết nhân vật này liên hệ tới Chun-Li trong Street Fighter. Moru, một cô gái mèo, thì liên hệ tới những con Palico trong series Monster Hunter. Ước gì Monster Hunter áp dụng thiết kế này vào trong game của mình nhỉ? Để mình có thể ngồi và vuốt ve hàng chục cô gái mèo. Lady Walk thì liên hệ tới Pac-Man, hay chính xác hơn là liên hệ tới tiếng mà Pac-Man phát ra khi di chuyển, đó là Waka 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 Waka. Nhân vật Lead thì liên hệ tới Snake trong Metal Gear Solid. Khác với Snake, người có bộ mông Dummy Thick, thì Lead có một bộ ngực ấy. Thôi nào. Tiếp theo chúng ta có Tsunemi, một idol. Đây rõ ràng là liên hệ tới Hatsune Miku. Estelle thì liên hệ tới tựa game Dragon Quest, cụ thể là nhân vật Erdrick. Cái khiên của cô cũng có hình con slime, biểu tượng quen thuộc của Dragon Quest. Còn Einao là dựa theo tựa game Final Fantasy. Tại sao ư? Tại vì Einao trong tiếng Nhật gọi là Ain Airu, ghép lại với nhau thì sẽ thành Ainaru. Còn Final Fantasy, tiếng Nhật
là Final Fantasy. Hiểu không? Hiểu đúng không? Ok. Ainao cũng có thiết kế khá là đặc biệt, là sở hữu 3 cái thắt lưng khác nhau trên người, liên hệ tới việc các nhân vật trong Final Fantasy hay đeo thắt lưng ở tất cả mọi nơi, như là thế này hay thế này. Hả? Nhân tiện, Ainao và Estelle có một mối quan hệ đối đầu trong game. Đó cũng là một liên hệ tới sự cạnh tranh giữa hai franchise Final Fantasy và Dragon Quest vào cái thời mà Square và Enix chưa sáp nhập vào nhau. Và cuối cùng, hình ảnh bìa của game cho thị trường phương Tây và thị trường Nhật Bản có một sự khác nhau rất là to. Các bạn có thể tự nhìn thấy mà, đúng không? Mùa Giáng sinh bất ổn. Ultima Online không phải là con MMORPG đầu tiên, nhưng nó là tựa game khiến cho thể loại này trở nên nổi tiếng. Mặc dù được phát triển với công nghệ rất giới hạn của những năm 90, Ultima Online vẫn có cho mình một thế giới rộng lớn, một hệ sinh thái phức tạp và một cơ chế cực kỳ chi tiết. Dù vậy, có nhiều lúc đội ngũ phát triển đã phải vắt óc suy nghĩ để có thể tạo ra những thứ mà giờ chúng ta tưởng là quá đơn giản. Ví dụ như cây thông Noel chẳng hạn. Vào năm 2018, lập trình viên Ralph Koester đã tiết lộ rằng đội ngũ làm game không hề có một cái file đồ họa riêng cho cây thông Giáng sinh. Vì vậy, ông đã lấy một cái cây thông ngẫu nhiên, đính lên nó mấy viên đá quý óng ánh, rồi lập trình để tất cả chỗ đá quý ấy sẽ biến mất, rồi xuất hiện, biến mất, xuất hiện, lấp lánh y như bóng đèn trang trí thực sự vậy. Xong rồi đội ngũ làm game đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, đó là sẽ tặng tất cả người chơi mỗi người một cây thông. Hàng chục nghìn cái cây thông, mỗi cái lại có vài chục viên đá quý gắn cốt lấp la lấp lánh trong một cái server của những năm 90. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Server của Ultima Online quá tải và sập ngay lập tức. Các nhân viên phát triển lại phải đến văn phòng để xử lý hậu quả trong lễ Giáng sinh. Đó không phải là sự cố duy nhất. Như mình đã nói ban nãy, thế giới của Ultima Online rất là rộng. Mà rộng thì dẫn đến việc người chơi cần phải có thú cưỡi để đi nhanh hơn. Nhưng mà việc lập trình thú cưỡi hẳn hoi nó khá là phức tạp. Bạn phải đảm bảo hai thực thể là người và ngựa phải cùng tồn tại và phải bám dính lấy nhau. Từ đó dẫn đến một loạt các thể loại cốt cần thêm vào. Rất phiền phức. Vì vậy, đội ngũ làm game đã nghĩ ra một cách. Đó là biến quần của người chơi thành con ngựa. Khi bạn tiến đến một con ngựa với ý định là cưỡi nó, thì con ngựa sẽ được thu gọn và nhét vào bên trong nhân vật của bạn. Cùng lúc đó, cái quần của bạn sẽ biến thành con ngựa, và nội tại của cái quần là tăng tốc độ chạy. Nên là về cơ bản, bạn không cưỡi ngựa, chỉ là bạn có một cái quần hình con ngựa và nó có sức mạnh giúp bạn chạy nhanh hơn thôi. Tuy nhiên, nó nảy sinh ra một vấn đề. Bạn nhớ lúc nãy mình bảo là con ngựa sẽ được thu gọn và nhét vào bên trong nhân vật không? Ở cái cơ chế túi đồ của Ultima Online là chính cơ thể nhân vật là cái túi đồ. Tất cả vật phẩm mà bạn nhặt được sẽ được đặt ở bên trong người chơi. Đội ngũ phát triển thì quên mất, không lập trình cho con ngựa nó đứng im khi ở bên trong người chơi. Thành ra là nó như một con thú hoang, bắt đầu đi xung quanh và ăn cả đồ ăn mà người chơi giữ trong người. Nó thậm chí còn chạy lung tung và có trường hợp là đi ra khỏi map luôn, phá vỡ bức tường thứ tư. Server của Ultima Online thấy điều đó thì cũng chẳng biết phải xử lý thế nào cả. Và khi có quá nhiều con ngựa lang thang ra khỏi vùng chơi được của game thì cả server sập luôn. Hai cái trên thì đều là sơ suất của nhà làm game, nhưng mà cũng từng có lúc chính người chơi đã khiến 3 năm phát triển của Ultima Online đổ sông đổ bể. Chả là trong quá trình phát triển game, Studio Origin System nghĩ rằng đội ngũ nhân viên của họ là quá nhỏ, có khả năng là sẽ không kịp tạo nội dung mới đủ nhanh cho game thủ. Để giải quyết vấn đề này, họ quyết định sẽ xây dựng những hệ thống tự động để người chơi có thể giải trí trong khoảng thời gian đợi update tiếp theo. Một trong số đó là hệ thống sinh thái. Các loại thực vật trong thế giới của Ultima Online sẽ thực sự sinh trưởng và trở thành lương thực cho những động vật ăn cỏ như là thỏ hay là nai. Số lượng động vật sẽ tăng dần lên cho đến khi cân bằng với tốc độ sinh trưởng của thực vật. Sau đó, họ đặt thêm cả động vật ăn thịt và chúng sẽ đi săn động vật ăn cỏ, rồi tinh chỉnh sao cho người chơi sẽ là kẻ đi săn động vật ăn thịt. Vậy là chúng ta sẽ có một hệ thống là thực vật sinh trưởng, động vật ăn cỏ ăn thực vật, động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ, và người chơi tiêu diệt động vật ăn thịt. Nếu như đúng như vậy, thì hệ sinh thái trong Ultima sẽ luôn đạt được sự cân bằng. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo người chơi có xu hướng săn động vật ăn thịt hơn là động vật ăn cỏ? Dễ thôi, làm cho thịt, da và lông của động vật ăn thịt đắt hơn, tức là bán được nhiều tiền hơn. Thêm nữa, chúng cũng sẽ tự lao vào người chơi để tấn công, đảm bảo là theo lý thuyết, game thủ sẽ chủ yếu đi săn động vật ăn thịt.
Nhưng mà thực tế thì khác xa hơn nhiều. Ngay khi Ultima Online mở server, người chơi lao vào và giết tất cả mọi thứ, không phân biệt động vật ăn thịt hay động vật ăn cỏ, cứ có cái gì động đậy là giết hết. Tốc độ diệt chủng của game thủ còn nhanh hơn cả tốc độ spawn của động vật. Cứ có con gì xuất hiện trên map là một giây sau nó đã bị tùng xẻo lột da lột thịt đi rồi. Những gì xảy ra trong Ultima Online y hệt như cái video này vậy. Thế là kế hoạch về một hệ sinh thái cân bằng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đội ngũ làm game đã dành ra vài tháng tiếp theo để cân bằng lại bằng cách cho thịt và da của động vật ăn cỏ còn rẻ hơn nữa và tăng tốc độ spawn của động vật lên. Nhưng mà thế vẫn không đủ. Tốc độ giết chóc của người chơi là quá nhanh, game không thể theo kịp. Và thế là Origin System đã phải đưa ra một quyết định đau lòng, đó là xóa hết toàn bộ code của cái hệ thống sinh thái đi, mặc dù nó đã được dày công xây dựng trong tận 3 năm. Và còn tệ hơn nữa là dường như không người chơi nào nhận ra sự khác biệt cả, có hay không cũng như nhau. Mặc dù trắc trở như vậy, nhưng Ultima Online vẫn là một tượng đài, là game MMORPG đầu tiên đạt được 100.000 người chơi theo hình thức trả phí chỉ trong vòng 6 tháng và lên 250.000 người vào năm 2003. Cho đến tận bây giờ, 1/4 thế kỷ sau, Ultima Online vẫn sở hữu cho mình một cộng đồng fan trung thành, đi đánh raid và campaign một cách vui vẻ như hồi game mới ra vậy. Trêu đùa cảm xúc người chơi. Khi phát triển một trò chơi, nhà làm game không chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để người chơi bất ngờ, làm thế nào để người chơi vừa lòng, hay làm thế nào để người chơi đánh giá tựa game này cao, mà thỉnh thoảng họ còn nghĩ rằng làm thế nào để chơi khăm người chơi và làm họ thấy uất ức đến phát khóc nhỉ. Đó là trường hợp của Police Notes, một tựa game của Hideo Kojima. Trò chơi sẽ theo chân một bộ đôi thám tử Jonathan và Ed, với thiết kế mà chắc chắn 100% không đi copy từ bộ phim Lethal Weapon. Trong quá trình chơi, bạn sẽ phải đối phó với một quả bom, và nó có một bước là phải di chuyển cái cục vuông này ra ngoài mà không được chạm vào thành xung quanh. Nếu chạm vào, nó sẽ nổ. Đây là một phân đoạn cực kỳ căng thẳng, không dành cho những người run tay. Nhưng mà nếu như bạn cho bom nổ thì sao nhỉ? ジョナサン、もう一度トライするぞ。今度こそ慎重にな。今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。そのことはに嘘はないな。気にするな。気にするな。そう、気にするな。一度死んだと思えば気にならないだろ。なるほど。 Jonathan và Ed biết là bạn đã làm sai và họ đã chết một lần. Điều buồn cười hơn có xảy ra khi bạn thất bại 3 lần. Hội thoại này sẽ diễn ra. Tại đây bạn có lựa chọn để cho Ed làm. Và thế là phân đoạn này, người chơi không cần phải động tay động chân gì cả, nhìn game tự chạy thôi. Thank you.
Nhà làm game Police Notes thấy bạn thất bại nhiều quá, cho phép bạn skip đoạn này bằng cách để game tự chơi. Rồi game nó làm hỏng ở giây cuối cùng. Một trò chơi khăm không thể nào chất lượng hơn. Tệ hơn nữa, cái puzzle sau đó được đổi sang một phiên bản dễ hơn rất nhiều. Như là đội ngũ phát triển đang khinh bạn vậy. Một tựa game khác mà cũng chơi khăm người chơi là Dragon Quest, nhưng mà nó không buồn cười mà đáng sợ. Sau khi đã vượt qua lâu đài của chùm cuối Dragon Lord, hắn sẽ bắt đầu thuyết phục nhân vật chính là hãy sát cánh cùng hắn để thống trị thế giới. Bạn sau đó được lựa chọn câu trả lời là có, không. Để hoàn thành game như bình thường thì bạn sẽ phải từ chối rồi sau đó đánh bại Dragon Lord. Nhưng nếu như bạn chọn yes và đồng ý trở thành đồng minh của hắn thì hắn sẽ nói rằng: thật ư? Thế thì nửa thế giới sẽ là của ngươi, nửa còn lại là của ta. Nếu ngươi chết, ta sẽ đem ngươi quay trở lại mà không mất một chút tiến độ nào cả. Chuyến hành trình của ngươi đã kết thúc, hãy ngủ một giấc thật dài đi nhé. Và game sẽ đứng hình, lâu đài đã biến mất, chỉ còn nhân vật chính, tên ác ma và giao diện game với màu đỏ thẫm. Cách duy nhất để thoát khỏi địa ngục này là ấn nút reset trên máy NES. Bạn sẽ quay trở lại đoạn trước khi vào lâu đài của Dragon Lord. Trong Dragon Quest thì khi bạn chết, bạn sẽ quay lại set point với toàn bộ điểm kinh nghiệm và vật phẩm thu được trước đó vẫn nguyên vẹn. Như lần này, sau khi reset máy, thì chỗ ESP và item bạn nhặt được trong lâu đài sẽ không còn. Bạn thực sự đã bị trừng phạt vì đã chọn đi theo cái ác. Nhưng tất cả vẫn chưa bằng game X-Men trên máy Sega Genesis. Đây là một tựa game action beat'em up khá là chất lượng, nhưng cũng khiến cho người chơi phải gãi đầu gãi tai. Tại màn chơi Mojo's Crunch, sau khi đã đánh bại tất cả kẻ địch, và tất nhiên là cả boss nữa, bạn sẽ thấy một cái màn hình rồi phá hủy nó. Nhưng mà sau đó thì không có gì xảy ra cả. Bạn không đi được tiếp sang bên phải, cái timer bên tay trái thì vẫn cứ giảm liên tục. Và khi mà hết thời gian, mọi thứ đột nhiên chuyển sang màu đỏ và một thông báo hiện lên ghi rằng reset máy tính ngay lập tức. Nhưng mà máy tính nào? Và trong suốt màn chơi có cái nút bấm nào để reset đâu? Bạn nhảy quanh trong vô vọng và cuối cùng tất cả nổ tung. Biết lời giải là gì không? Bạn phải ấn nút reset của cái console, của cái máy Sega Genesis, và phải ấn rất nhanh, tại vì chỉ cần giữ một chút thôi là toàn bộ game sẽ quay về màn đầu tiên. Nếu như bạn làm đúng, chỉ ấn nút reset trên console thật nhanh thì màn hình này sẽ hiện ra. Và game mở cutscene tiếp theo cho phép bạn chơi tiếp. Khi mà X-Men mới ra thì nó khiến cho người chơi rất khó chịu, tại vì không ai biết phải làm gì cả. Và không một người nào lại có thể nghĩ ra được là phải ấn nút reset của cái máy chơi game. Mà có nghĩ ra thì cũng không dám làm, tại vì như mình nói ấy, chỉ cần ấn giữ một chút thôi là cả game sẽ reset về màn hình đầu tiên luôn, new game luôn. Nên là khi mà lời giải được tiết lộ trên các tạp chí game thì không ít người cảm thấy cay cú, vì họ đã mất quá nhiều giờ đồng hồ để tìm lời giải được gợi ý một cách rất mơ hồ. Những người còn lại thì trầm trồ, cho rằng đó là một thiết kế có 102, cực kỳ thông minh và sáng tạo. Thánh Ala trên sân cỏ. Game là để giải trí theo kiểu bạo lực cũng có, giải trí theo kiểu thể thao cũng có, hay giải trí theo kiểu người lớn cũng có. Nhưng mà nếu quá tập trung vào giải trí mà bỏ qua các yếu tố như luật pháp hay tôn giáo, thì game kiểu gì cũng sẽ bị rơi vào tầm ngắm của sự chỉ trích. Ví dụ như EA Sports 2010 FIFA World Cup chẳng hạn. Game có các unlockable là những quả bóng đá được thêm vào họa tiết của quốc kỳ các nước tham gia thi đấu. Nghe cũng hay đấy, cho đến khi người ta thấy được quả bóng đại diện cho Ả Rập Xê Út và Afghanistan. Quốc kỳ của hai quốc gia này đều có một câu danh ngôn đạo hồi trên đó là không có thánh thần nào ngoài Allah và Muhammad là sứ giả của ngài. EA đã để luôn câu danh ngôn đó vào quả bóng. Việc quả bóng được đá trên sân cỏ không khác nào là đá thánh thần cả. Điều đó đã khiến cho những người theo đạo hồi tức giận và EA đã phải bỏ cái skin đấy trong bản patch tiếp theo của game. Ở một trường hợp khác, chúng ta có The Guy Game. Bạn nhìn main menu là biết cái game này dành cho ai rồi đúng không? Trò chơi nó như thế này. Game sẽ đưa ra một câu hỏi, bạn không cần trả lời. Sau đó nó sẽ chuyển sang hình ảnh của một lễ hội tại bãi biển, nơi mà MC Matt Sadler đang hỏi đúng câu hỏi đó với các bạn trẻ mặc bikini. Nếu như họ trả lời đúng thì không sao, nhưng nếu họ trả lời sai, họ sẽ phải show ngực. Bạn phải đoán xem là các cô gái trả lời đúng hay là sai,
Và nếu sai thì cô ấy đã chọn câu trả lời nào? Hình như thế, nói thật mình xem gameplay xong mình cũng chẳng hiểu gì cả. Bạn đoán đúng càng nhiều thì cái flash-o-meter được đẩy càng cao và bộ ngực sẽ càng rõ nét hơn. Nhân tiện thì cái flash-o-meter có 3 mức độ là mềm và dẻo, hơi béo và siêu cứng. Không biết là nó liên hệ đến cái gì nhỉ? Nhưng có lẽ vấn đề chính, 4 tháng sau khi game ra mắt thì studio Top Heavy cùng với nhà phát hành Sony và Microsoft đã bị kiện. Một cô gái trong trò chơi không hề biết là các cảnh quay của mình đã được sử dụng cho một tựa game và được nhiều người nhìn thấy. Cô bé mới 17 tuổi. Nó khiến cho The Guy Game ngay lập tức có nội dung ấm dâu và bị cấm lưu hành ở nhiều nước. Đồng thời, game cũng bị cấm sản xuất luôn. The Guy Game sau đó cũng bị cấm stream trên Twitch. Game của bạn có thể bổ mắt và hút được nhiều người chơi, nhưng đã phạm pháp thì ai cũng bị lôi ra tòa hết. Bí mật trong bí mật. Trong số soi game thứ 71, mình có nói về tựa game Tunic cùng với cách mà nhà làm game đã tạo ra một ngôn ngữ mới sử dụng âm nhạc. Nhưng trò chơi vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật và sự thật thú vị khác mà hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn. Sự thật đầu tiên là về 3 thanh thể trạng của game. Nó cơ bản thôi, HP, Stamina và MP. Nhưng đấy là ở góc nhìn của người chơi chúng ta thôi. Trong game, chúng được định nghĩa khác. Để biết những định nghĩa đấy là gì thì chúng ta cần phải nhìn vào cuốn manual của Tunic và nó được viết bằng ngôn ngữ của riêng tựa game này luôn và hoàn toàn có thể dịch sang tiếng Anh để mình chuyển sang bản dịch. Và đó, ở trang 16 chúng ta có thể thấy Stamina được gọi là Vigor, tức là sinh lực. Cũng dễ hiểu tại vì hai từ này theo nhiều phương diện thì cũng đồng nghĩa với nhau. Sự khác biệt nằm ở hai thanh còn lại. Theo trang 17 thì Magic Point không đại diện cho ma thuật có trong chủ cáo nhỏ, mà là linh hồn. Nên về cơ bản, bạn đang chuyển hóa linh hồn thành sức mạnh ma thuật. Và theo manual thì tồn tại một số lượng có hạn linh hồn trên thế giới. Nó đại diện cho việc khi chúng ta đánh bại quân địch, chúng sẽ cho ta các cái cục màu xanh xanh để hồi Magic Point. Tức là về cơ bản, chúng ta đang hút linh hồn của những kẻ bại trận. Cùng trang đó, ở ngay phía dưới, chúng ta có Magic Potion. Đây là item dùng để hồi máu. Nhưng mà như mô tả thì nó thực chất không hồi máu mà hồi ý chí. Vậy là thanh HP này trong thế giới game đại diện cho ý chí. Nó có lý tại vì nếu như bạn ở khu vực mỏ này, bạn sẽ bắt gặp một thứ được gọi là cavity và nó khiến cho toàn bộ cột máu của bạn bị giảm dần cho đến khi chỉ còn một vạch. Theo sách hướng dẫn thì khi đứng cạnh những thứ này, bạn sẽ không đau mà nó thấm dần vào bạn sự vô vọng. Tức là khi chỉ còn một vạch máu là lúc chủ cáo của chúng ta đang cảm thấy rất tuyệt vọng và chỉ cần một cú đánh là sẽ khiến chú bị mất hết ý chí sống còn. Càng thể hiện thanh máu không đại diện cho sức khỏe mà là ý chí. Một chi tiết thú vị khác trong Tunic nằm tại nơi ở của con boss The Librarian. Tại đây các bạn có thể thấy một số cái bảng được vẽ hình những kẻ địch mà chúng ta đã vượt qua. Nhưng cái bảng này thú vị hơn cả. Nó có hình một cái băng game. Chữ trên góc được dịch là vũ trụ. Còn ở dưới này là chữ how lặp đi lặp lại liên tục. Và ở bên phải là ba cái gạch đầu dòng với chữ được viết bằng tiếng Anh, thứ mà rất hiếm xuất hiện trong thế giới của Tunic. Dù vậy, chúng ta không thể đọc được hết. Mình chỉ nhìn thấy cụm I will và this is. Điều này dẫn đến một giả thuyết là The Librarian có thể đã phát hiện ra rằng cả thế giới này chỉ là một tựa game. Hoặc nó đơn giản là liên hệ tới băng game The Legend of Zelda thời NES. Tại vì Tunic lấy cảm hứng từ Zelda mà. Quay lại với cuốn manual, nó còn cung cấp cho chúng ta rất nhiều điều bổ ích nữa, thậm chí là cho cả cheat code. Trong trang 17, chúng ta được giới thiệu về 3 loại bom, nhưng ở bên cạnh có một hình vuông cùng với các dấu chấm. Nếu như chúng ta nối các dấu chấm này với nhau, bắt đầu từ dấu to nhất thì sẽ được một chuỗi code. Ấn theo thì chúng ta sẽ được một quả bom và nó chỉ có tác dụng một lần. Ví dụ như quả bom lửa này thì code của nó sẽ là trái, lên, phải, xuống, phải, lên, phải, xuống, phải, lên, phải, xuống, trái. Cheat code này dẫn đến một bí mật khác của Tunic. Sau khi bạn tìm được trang 8-9 của manual trong game, chúng ta có thể thấy các mũi tên đang chỉ dẫn những bước cụ thể. Đầu tiên là ra menu, vào load game, rồi cancel ra menu, rồi sau đó vào load game lần nữa. Chúng ta sẽ thấy một file save mới xuất hiện với 1.000 giờ chơi và rất nhiều tiền. Khi load file save đó thì chúng ta sẽ đến được một cái map nhỏ và nó sẽ loop đi loop lại khi chúng ta đến cuối map. Đây là gợi ý để mở ra true ending. Nhưng đó lại không phải là điều mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Nhờ cái cheat code vừa nãy để mở ra một quả bom lửa không? Hãy làm vậy
và ném quả bom xuống đất cho chú cáo của chúng ta bị cháy. Đừng làm gì cả, hãy để cho chú hết sạch máu. Chào mừng bạn đã đến với Death World. Chết cháy trong một cái map bí mật là cách duy nhất để đến được đây. Nơi đây giống như một cái map beta của Tunic vậy, khá là trống vắng và chứa đựng nhiều thứ đã bị cắt trong game chính thức. Đầu tiên, ở căn nhà này, chúng ta có một điểm xếp dạng bonfire. Nghe có quen không? Còn khi game ra mắt thì nó đã trở thành một bức tượng hẳn hoi. Tiếp theo, ở phía bắc, có một con sói, nhưng mà nó chỉ đứng đấy mà thôi. Đi tiếp thì chúng ta thấy một con slime khổng lồ, nhưng mà nó khá là lỗi. Xuống nữa thì ta sẽ thấy một con quái khác, lần này có vẻ được lập trình tử tế, nhưng vẫn không được đưa vào game. Và đi tiếp, bạn sẽ thấy một cây cầu với cái lưới xanh ảo ảo bao quanh, giống như những thứ được coi là sự vật của thế giới ảo trong phim phía các thứ ấy. Dường như đây là cách mà nhà làm game gợi ý rằng giả thuyết thế giới của Tunic là game như ban nãy chúng ta nói là đúng. Đi sang phía tây thì chúng ta sẽ thấy một cái bục cùng với một trang manual. Nội dung của nó thì không có gì cả, và nó được gọi là trang âm 1. Tuy nhiên sau một cái patch thì nó đã không còn nữa. Còn ở phía nam thì có một cục thạch. Trừ việc nhìn nó nảy nảy vui vui ra thì nếu như bạn đẩy được nó lên trên cái cầu thang này thì nó sẽ bị glitch, và bạn có thể tận dụng điều đó để đi ra ngoài map, thậm chí là còn rơi được xuống cả rìa thế giới cơ. Ngoài ra vẫn còn nhiều sự thật thú vị khác của Tunic, nhưng mà chắc mình sẽ để dành cho những số sau. Trong lúc đó thì đây là chú cáo của chúng ta đang nhảy, tại vì bạn cần có thêm dopamine. Chắc hẳn đi làm trở lại sau khi nghỉ lễ khiến bạn căng thẳng lắm, đúng không? Và bây giờ là thời lượng của vòng điểm thưởng, nơi chúng mình liệt kê những sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Mario có một mối quan hệ kỳ lạ với sự kiện 11 tháng 9. Trong bộ truyện Club Nintendo, có một ô tranh mà Mario trong cơ thể khổng lồ đã xô đổ tòa tháp đôi. Trong bộ phim Super Mario Bros. Năm 1993, King Koopa đã kích hoạt một thiết bị nổ khiến cho tòa tháp đôi trở nên cháy đen. Và cuối cùng, trong bộ phim Super Mario Bros. 2023, chúng ta thấy tòa trung tâm thương mại thế giới mới, hay còn được biết đến là Tháp Tự Do. Tức là theo lore của phim, sự kiện 11 tháng 9 đã diễn ra. Tiếp theo, trong Bloodborne, tại Old Yharnam có một bức tượng lơ lửng trên bầu trời. Không rõ mục đích của bức tượng đấy là gì. Nếu kiểm tra trong phần mềm Map Editing thì bức tượng đó thực chất là 4 bức tượng khác nhau được đặt đè lên nhau. Còn nữa, trong Batman Arkham City, chúng ta có thể nghe thấy cuộc hội thoại này. Do you think the rumors are true? What? That Harley used to be a dude? Nó liên hệ tới video Behind the Scene của Batman Arkham Asylum, đoạn mà nhà làm game tiết lộ rằng người làm motion capture cho Harley Quinn là một người đàn ông. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, tất cả những người subscribe hệ thống mail tin tức của Undertale và Deltarune đều nhận được một cái mail kỳ lạ từ Toby Fox với tiêu đề là xin lỗi. Nội dung nói rằng vì một lỗi trong hệ thống mail nên khoảng 1.000 người trong số bạn đã bị subscribe tự động vào tier Foam Shower và đã được gửi hình Toby Fox mặc quần bơi, thân thể phủ toàn xá bông. Và đúng như thế thật, ở dưới là một loạt các mail khác, tất cả đều là hình Toby Fox đang bị phủ toàn xà bông, được ghép vào những bối cảnh khác nhau, như là trong viện bảo tàng, trong phim SpongeBob, trong một cái đầm lầy. Và tất nhiên, chúng ta có cả hình ảnh gốc nữa. Có người còn lấy cái ảnh này dùng làm hình đại diện cho Toby Fox trên Wikipedia, nhưng mà nó đã nhanh chóng bị gỡ xuống. Sự thật tiếp theo được đóng góp bởi bạn Alex MVP. Trong Dying Light, nếu như bạn đợi đến 20:30, tức là ngay khi trời chuẩn bị chuyển sang tối, thì tất cả những con zombie sẽ đột nhiên ngừng di chuyển và nhìn về phía hoàng hôn, bất động. Chúng sẽ đứng yên như vậy trong vòng 20 giây rồi lại quay lại làm những gì mà chúng đã làm ban nãy. Sự thật kế tiếp được đóng góp bởi bạn Quạ. Trong map Province của tựa game Standoff phần 2, chúng ta có thể thấy một tờ giấy. Nội dung cơ bản là ai đó đã làm mất một con ngựa. Nó thực ra liên hệ tới phiên bản đầu tiên của map Province, trong đó có một con ngựa ngay tại khu quảng trường. Sau đó, nó đã được đổi thành một bức tượng có hình một cái thùng đổ nước. Rồi trong lần cập nhật tiếp theo, thì bức tượng ấy lại được đổi thành một cái khung xây dựng. Không biết là sau này nó sẽ đổi thành cái gì nữa đây. Trong DLC Crown of the Old Iron King của Dark Souls 2, con boss Sir Alon có một animation chết đặc biệt. Để trigger nó thì bạn cần phải đánh bại con boss mà không bị mất một tí máu nào cả. Khi làm được vậy, thì Sir Alon sẽ thực hiện seppuku.
Trong Portal 2, khi chúng ta đánh bại GLaDOS và giúp Whitley chiếm quyền kiểm soát toàn bộ trung tâm, ta sẽ thấy hắn nói thế này. Check this out. I'm a bloody genius now. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. Những gì Whitley vừa nói là bạn đang dùng phần mềm dịch thuật này một cách không chính xác. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu thêm. Sự thật này được đóng góp bởi bạn HC8381. Trong Persona 3 Fast và Portable, bạn có thể thu nạp Mara, một con quỷ rất to và dài. Nếu trang bị Mara trên người rồi đi vào Velvet Room, bạn sẽ mở được lời thoại đặc biệt từ những người phục vụ trong phòng. Nếu trội nhân vật chính là nam, thì người phản ứng sẽ là Elizabeth. Còn nếu chọn nhân vật chính là nữ, thì người phản ứng sẽ là Theodore. Còn nữa, trong Resident Evil 4 Remake có trọng lực, cho nên là... Trong Mafia phần 3, ở vị trí này, bạn có thể tìm thấy một chiếc Ford Falcon bị mắc trên cây. Chi tiết này liên hệ tới việc ở Australia có một cái Ford Falcon cũng bị mắc trên cây từ tận năm 1985 và không ai biết nó lên đấy bằng cách nào cả. Sau đó thì tờ báo Herald Sun đã đi tìm hiểu và phát hiện ra rằng nhà xuất bản có tên là Eddie Ford đã dùng cần cầu để treo chiếc xe lên nhằm quảng bá cho cuốn sách mà họ sắp xuất bản. Tiếp theo, trong một buổi phỏng vấn gần đây với các lập trình viên cho tựa game Skyrim, họ đã tiết lộ rằng sự xuất hiện của hồn ma kỵ sĩ không đầu nó bạo lực thế nào. Có lẽ việc dựng mô đồ 3D mới cho riêng kỵ sĩ sẽ khá tốn thời gian, cho nên là họ đã dùng một con NPC có sẵn, thêm một lớp texture hồn ma vào và viết lệnh để ngay khi spawn trên bản đồ thì đầu của nó sẽ nổ tung ngay trước khi bị người chơi nhìn thấy. Vậy nên nếu bạn có thấy một hồn ma không đầu nào, hãy nhớ rằng đầu của nó vừa mới nổ một giây trước đây. Sự thật kế tiếp này được đóng góp bởi bạn DayCoreZZZ trên Discord của Fae Game. Tại map Theme Park trong Rainbow Six Siege, bạn có thể thấy một chiếc arcade với tên một người chơi, Boston Bear Jill, với số thời gian chơi là 1.102 giờ 5 phút. Đây là sự tri ân tới một người chơi ngoài đời có tên tài khoản là Boston Bear Jill. Anh là một cá nhân xuất chúng khá nổi tiếng trong cộng đồng Siege và thậm chí đã từng đi thi đấu League Championship năm 2016. Tuy nhiên, anh đã mất năm 2017 khi mới chỉ 24 tuổi và những người bạn của anh đã liên hệ tới user XAP, một lập trình viên của Ubisoft trên Reddit với mong muốn có một sự tri ân trong Siege. Nhiều tháng sau, map Theme Park ra mắt và chúng ta được thấy tên của Boston Bear Jill cùng thành tựu của anh như một cách mà đội ngũ làm game tưởng nhớ tới người game thủ này. Và đó là sự thật cuối cùng khép lại số Super Soul Game này. Các bạn hãy nhớ tiếp tục theo dõi Fae Game để được tìm hiểu thêm về nhiều sự thật thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì... xin chào và hẹn gặp lại.